quán cà phê Pura Vida Đà Lạt. Cái tên như lời chúc của người Costa Rica, mang ý nghĩa đời này quá đẹp. Đây là câu nói mà anh Nguyễn Văn Thiện, chủ quán, rất tâm đắc. Sau bao năm xa quê, những lúc mệt mỏi nhất, anh đều nhớ về Đà Lạt. Và anh đã trở về đây xây dựng thành phố này. Mình muốn mang những cái bản sắc Đà Lạt, những cái chỉ là những cái góc cạnh để nó toát lên cái vẻ đẹp của thiên nhiên thêm thôi. Và giữ những cái sự mộc mạc của Đà Lạt như ngày xưa. Mảnh vườn 1.000 m2 cho du khách những cảm nhận về sự bình yên. Bàn ghế, vật dụng, tất cả đồ trang trí tại đây đều được tận dụng từ các phế phẩm trong quá trình hình thành quán, nên rất gần gũi, thân thiện với môi trường. Trong cái môi trường gọi là nó quá đô thị hóa rồi, nó toàn thành phố, nó toàn khói bụi, nó toàn xe hơi. Ở Đà Lạt nó phát triển theo một cái hình thức gọi là du lịch, nó vẫn giữ được cái môi trường xung quanh. Một thanh niên khác cũng đi theo xu hướng xây dựng Đà Lạt xanh. Chị Nguyễn Hương Thi đã xây dựng vườn hồng rộng 12.000 m2, khoảng 400 gốc hồng. Từ sự yêu thích gắn bó với loài cây đặc hữu của Đà Lạt, chủ vườn hồng đã không tác động nhiều vào địa thế tự nhiên của khu vườn. Chỉ thiết kế lối đi bằng những sàn gỗ để thuận tiện di chuyển cho du khách. Tụi em kêu gọi những cái bạn trẻ đang làm du lịch thì hạn chế cái việc phá cây, chặt cây, mà mình phải giữ cây, giữ rừng để mà bảo vệ được cái sự phát triển bền vững của Đà Lạt. Vườn hồng mỗi mùa đều có những vẻ đẹp riêng. Tại đây có những vườn hồng đẹp, tại đây hồng trồng không thể bán, chỉ để cho du khách tham quan và chụp hình. Chỉ với một chiếc ghế đặt giữa quán cà phê Pura Vida Đà Lạt đã tạo cho du khách cảm giác như ngồi giữa mênh mông đại ngàn. Thu hút du khách bằng những nét đẹp vốn có của thiên nhiên, vườn hồng nhà Tôm đã nhận được nhiều tình cảm của du khách gần xa. Nhiều bạn trẻ đang muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Đà Lạt khí hậu mát mẻ, con người hiền hòa, mộc mạc và bình yên.